Chào cô chú anh chị nha. Wow, em mới có lượm được một cái cuộn dây điện của Nhật Bản nha. Cái này có nó có automat luôn nha mọi người. Nó có cái automat chống giật này. Ha. Ví dụ như rò rỉ điện đồ á thì nó sẽ tự ngắt điện ha. Nè. Ba cái cháu nha. Đó là ba cái ổ cắm ha. Này là hàng VIP của Nhật nha mọi người. Dây 2.0 này, dây này như là 30 mét nha mọi người. Make in Japan này nha, 29 mét nha mọi người. Hai tay da chuẩn Nhật nha, này như mới luôn vậy á, có mã số luôn nè. Mọi người biết cái hiệu của công ty Taiyo của Nhật này không? Là nó gồm cả cái máy đầm, máy lưu tay á mọi người, lưu mà mấy trăm ký đồ á. 29 mét. Đâu coi cái ổ điện đâu. Coi thử. Đây. Này nó VIP rồi mọi người, như mới luôn. Ôi, cái này này 1,5 triệu nha mọi người nha, 1,5 triệu. Bao ship cho mọi người luôn nha. Đó có một cái cực kỳ đẹp. Làm thì chốt thôi nha, khỏi trả giá nha mọi người, nó đâu có nhiều đâu. Một cái đó. Giờ hàng nó không có về mọi người. 1,5 triệu bao ship nha. Về dây là không bị đứt nha mọi người. Ý là không đứt sức mẻ gì đâu. Nguyên bản, nghĩa là nó nguyên bản về sao bán vậy luôn. 1,5 triệu bao ship.